Diễn viên Trịnh Sảng từng đè bẹp Nhậm Giang Lân trong show thực tế, nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi bộ phim Tiểu Thư Quả Đen và Tên Sinh Thần là lên sóng, nhận được nhiều lời khen của khán giả, thì nhân vật chính Cổ Xuyên do Nhậm Giang Lân thủ vai được người hâm mộ quan tâm rất lớn. Cụ thể, họ đã truy lùng lại thông tin những năm trước mà Nhậm Giang Lân chỉ là một tân binh trẻ mới nổi trên màn ảnh Hoa ngữ. Tại thời điểm đó, anh chàng tích cực tham gia đóng phim, nâng cao khả năng diễn xuất và tham gia vào các show được tổ chức trong lục địa. Năm 2017, tham gia người dự thi trong chương trình thực tế sự ra đời của diễn viên. Nhậm Giang Lân và Trịnh Sảng đã có một cuộc đấu hết sức găng go và được đánh giá kẻ nằm nượng, người cũng nửa lô. Dưới sự chỉ đạo của ban giám khảo, với tư cách là người đứng đầu, Trương Tử Di đã yêu cầu cặp đôi Trịnh Sảng và Nhậm Giang Lân tái hiện một đoạn trích kinh điển do nữ diễn viên và Trịnh Hạo tham dự trong tác phẩm Đường Về Nhà. Đây là một tác phẩm từng gây bão với khán giả lục địa, nhận được hai giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2000, giải giám khảo toàn cầu. Trong phim, Trương Tử Di hóa thân thành gái quê và Trịnh Hạo là một thầy giáo nhưng phải đạm xa nhau một thời gian. Đoạn trích khá ngắn và đòi hỏi diễn viên phải thể hiện hết nội tâm nhân vật cũng như sắc thái biểu cảm trong nỗi buồn của sự chia ly. Sau đó là phần đánh giá khách quan của giám khảo. Trương Tử Di nhận xét tạo hình của hai nhân vật được xem khá giống tôi và Trịnh Hạo. Tuy nhiên, diễn xuất của Trịnh Sảng lấn át hoàn toàn Nhậm Giang Lân, cô nàng bộc lộ nội tâm nhân vật tốt. Mỹ nhân họ Trương khẳng định, nếu bản thân tôi ở tuổi của Trịnh Sảng, tôi nghĩ tôi còn thua cô ấy nhiều mặt. Dù đây chỉ là lời động viên và lời khen có cánh của giám khảo, tuy nhiên đó cũng là lập luận mà cô nàng thập diện mai phục muốn cho khán giả hiểu rằng nữ thần thanh xuân Trịnh Sảng có diễn xuất và nỗi biểu cảm tốt hơn bạn diễn Nhậm Giang Lân. Chính vì thế mà Trịnh Sảng đạt được tổng phiếu bầu bình chọn vượt mặt Nhậm Giang Lân, giành chiến thắng trong cuộc thi. Tuy nhiên, dù chiến thắng ở cuộc thi năm đó nhưng 4 năm sau, nhìn lại thời thế đã thực sự thay đổi. Trịnh Sảng được khán giả biết đến với những vai diễn mang tựa thanh xuân. Cô nàng có hẳn một bộ tuyển tập những tác phẩm ăn khách, trong đó phải kể đến như Vườn Sao Băng, Anh Cứ Thích Em, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Nổi đình nổi đám sau một thời gian trên màn ảnh, cô nàng bỗng tuột dốc không phanh. Nguyên nhân được chỉ ra khá rõ ràng, người đẹp tỏ ra lố bịch, thích thì diễn, không thích thì thôi, luôn đề cao bản thân quá mức. Mới đây, ngoài sự việc làm sáng tỏ mang thai hộ cho tới sự việc trốn thuế, Trịnh Sảng dường như không còn chỗ đứng trên sân khấu. Những tác phẩm đã quay cho lên sóng bị đình chỉ, hợp đồng quảng cáo bị gỡ bỏ, người đẹp trở về con số không ban đầu sau hơn 10 năm gây dựng. Ngược lại, dù phát triển trên con đường diễn xuất khá muộn, thế nhưng nam thần Cẩm Y Chí Hạ lại cho thấy Nhậm Giang Lân là một mẫu nam thần đang rất được ưa chuộng trong làng giải trí. Anh càng ngày càng được khán giả yêu mến bởi một diễn xuất tuyển bộ, gương mặt điển trai, một người chồng mẫu mực. Nhậm Giang Lân đã trở thành một mẫu nam thần trong lòng người hâm mộ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.